Chào quý chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Hyundai Đồng Tháp. Thì trước mặt quý chị là mẫu xe Hyundai Tarazo X, một bản nâng cấp của Hyundai Tarazo. Thì trước mặt quý chị là phiên bản đặc biệt ha, màu đỏ. Thì hôm nay Tâm sẽ làm video để báo giá chi tiết chương trình lăn bánh tiền mặt cũng như là qua hỗ trợ ngân hàng, và Tâm sẽ giới thiệu chi tiết ngoại thất, nội thất các tính năng xem xe được trang bị những cái tính năng gì, còn ngoại thất ra sao cho quý chị mình được nắm rõ, để từ đó quý chị mình có thể cân đối tài chính, lựa chọn chọn được cái phiên bản xe phù hợp với nhu cầu sử dụng, phù hợp với cái tầm tiền mà quý chị bỏ ra ha. Thì không làm mất nhiều thời gian của quý chị, thì Tâm sẽ báo giá chi tiết chương trình lăn bánh của cái dòng xe này. Đối với quý chị mình nào có hộ khẩu tại tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh miền Tây xung quanh, thì nếu mà quý chị mình lăn bánh qua tiền mặt đối với cái bản đặc biệt này, thì quý chị chuẩn bị giúp Tâm 608 triệu là quý chị mình có thể nhận xe hết quý chị, không phát sinh chi phí gì ha. Còn nếu mà quý chị mình mua qua hỗ trợ ngân hàng, thì quý chị chuẩn bị giúp Tâm 133 triệu là quý chị mình có thể nhận xe. Hồ sơ thủ tục ngân hàng thì cực kỳ đơn giản, không cần chứng minh thu nhập, không cần thẩm định việc xù xe vai trong vòng 5 phút luôn hết quý chị. Về thủ tục hồ sơ ngân hàng thì quý chị nếu mà mình có gia đình rồi thì mình cần căn cước công dân của vợ và chồng, giấy đăng ký kết hôn rồi, còn nếu mà mình chưa có gia đình thì cần căn cước công dân và giấy xác nhận độc thân của chính quyền địa phương để mình hoàn tất bổ sung cái thủ tục vay bên ngân hàng ha. Còn về thời gian vay và mức vay cái đóng hàng tháng như thế nào, thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với Tâm, số điện thoại có trên màn hình, Tâm sẽ hỗ trợ tư vấn cụ thể, giải đáp chi tiết cho mình hết quý chị. Rồi tiếp theo thì Tâm sẽ giới thiệu chi tiết ngoại thất, nội thất các tính năng xem xe được trang bị những cái tính năng gì, còn ngoại thất ra sao cho quý vị mình được nắm rõ. Đầu tiên là về phần đầu xe, năm nay Hyundai Tarazo X nâng cấp với những cái đường đây mạ chrome nè, lưới tăng nhiệt được trang bị những cái đường mạ chrome giúp cái xe mình nó nổi bật và nó cứng cáp hơn. Đèn pha cốt năm nay ở bản đặc biệt vẫn được trang bị đèn pha cốt dạng led ha, giúp cho mình di chuyển trên đường nó an toàn và an tâm hơn, nó chiếu sáng tốt hơn. Rồi phía trước thì được trang bị thêm cảm biến trước nè, đây cảm biến trước nè đó, quý chị dùng nhìn tổng thể vào phần đầu xe ha. Đèn định vị ban ngày thì được trang bị đèn định vị ban ngày nó liền từ bên phải bên trái luôn ha. Đó. Năm nay nắp capo thì được trang bị với hai cái đường gân gập nổi nè, đây giúp cái xe mình nó mạnh mẽ và nó cứng cáp hơn ha. Hông xe thì mâm xe được trang bị mâm xe, đây để Tâm quay cái thông số cho quý chị mình được thấy rõ nè, đây 205 50 R17 ha, và được trang bị phanh trước và phanh sau đều là phanh đĩa luôn ha quý chị, phanh đĩa luôn. Và được trang bị thêm cảm biến sức lốp từng bánh, nó sẽ báo cụ thể từng bánh bao nhiêu để mình thêm hơi, hoặc là mình trường hợp mình bị thủng mình biết để mình đi vá kịp thời để mình di chuyển trên đường an toàn và an tâm hơn. Gương chiếu hậu thì được trang bị gương chiếu hậu chỉnh điện gập điện và có đèn xi nhan kết hợp trên gương, quý chị mình tấp lề hay là chuyển làn nó sẽ có tầm nhìn tốt hơn ha. Rồi về phần tay nắm cửa thì được trang bị tay nắm cửa mà chrome, có nút bấm mở khóa cửa thông minh, trường hợp có chìa khóa trong người thì quý chị chỉ cần nhấn một cái để khóa cửa, nhấn một lần nữa để mở khóa cửa ha, rất là tiện lợi ha. Hàng ghế thứ hai thì để Tâm mở cho quý chị mình được thấy rõ nè, đây hàng ghế thứ hai nè, có cổng sạc nè, có bệ tì tai và cực kỳ rộng rãi luôn ha quý chị, cực kỳ rộng rãi luôn, có cái bàn ăn đây, bàn ăn nè đó, bể nước cốc được ha. Hàng ghế thứ ba nè, đây khoảng sáng khoảng khoảng cách từ hàng ghế, cái hàng ghế thứ ba đến hàng ghế thứ hai còn rất là xa luôn ha, có điều chỉnh nhiệt độ ở hàng ghế thứ hai nè, hàng ghế thứ ba cũng có luôn ha. Về phần đuôi xe thì đuôi xe được trang bị với cụm đèn hậu full led nối liền từ bên phải bên trái ha. Đặc điểm nhận diện là nó sẽ tạo nên cho mình kiểu như cái dạng chữ H đó anh chị, dạng chữ H đó. Năm nay Hyundai Tarazo được thêm là thêm chữ X nè, nâng cấp nè, cái xe mình nổi bật hơn ha. Rồi về phần đuôi xe thì được trang bị camera lùi, cảm biến lùi nhìn theo xe luôn ha, chứ anh chị mình lùi xe đổ xe nó an toàn và an tâm hơn. Tiếp theo là về phần khoang lái nè, để Tâm vào phần khoang lái cho anh chị mình được thấy rõ những cái trang bị trên xe nè, đây chỉnh điện gập điện nâng hạ kính, ở kính tài là một chạm luôn ha, một chạm luôn, đây một chạm chống kẹt luôn ha anh chị. Rồi ở phần táp lô thì được trang bị táp lô á, dạng kỹ thuật số, có bên trái là tốc độ xe, bên phải là dùng tua máy, ở giữa là màn hình đa thông tin ha, hiển thị các thông tin của xe. Đèn thì được trang bị đèn tự động auto,
mình bật auto thì trời tối nó sẽ tự động bật, trời sáng nó sẽ tự động tắt đèn cho mình. Rồi vô lăng thì được trang bị vô lăng bọc da có các nút tăng giảm âm lượng, đồng thời gánh tay. Bên phải thì được trang bị của control nè, bạn cái màn hình á, màn hình thì được trang bị màn hình dạng lớn nè, có tích hợp bản đồ dẫn đường dành riêng cho Hyundai, có cảnh báo tốc độ, kết nối Bluetooth, Android Auto không dây, Apple CarPlay không dây luôn, rất là tiện lợi cho mình ha. Điều hòa nè, đây điều chỉnh hướng gió nè, nhiệt độ nè, cái lượng gió nè. Rồi sạc thì được trang bị sạc không dây luôn không chị, sạc không dây luôn, có cái cổng sạc nữa nè, có chế độ lái xe được trang bị 4 chế độ lái cho mình luôn, giúp mình trải nghiệm nó sẽ tốt hơn và nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Xe này được trang bị động cơ 1.5 sinh ra 115 mã lực, 140 Nm của mình sẵn. Nếu quý chị an tâm về vấn đề mà đi đủ tải nó có mạnh hay không ha, nó rất là ok luôn. Số B, số R, số N và số D để tâm vào số R này. Đây, số R thì nó sẽ hỗ trợ mình dự đoán góc lái để mình lùi xe đổ xe nó an toàn và an tâm hơn. Mình có thể tắt bật cảm biến trước nè, tắt bật cảm biến trước. Ví dụ mình đi đường nhỏ thì mình bật cảm biến trước lên để có chướng ngại vật phía trước thì nó sẽ báo mình di chuyển trên đường nó an toàn và an tâm hơn. Và đặc biệt đẳng điểm nâng cấp năm nay đáng chú ý đó là phanh tay điện tử auto hold. Phanh tay điện tử thì đây mình kéo lên thì trên màn hình nó sẽ biểu thị cái biểu tượng phanh tay nè, là đang kéo nè, mình hạ xuống nè, hạ xuống thì nó tắt tắt cái biểu tượng phanh tay, mình không cần cái thao tác mà kéo lên kéo xuống mất sức gầm gà ha. Rồi đó là chi tiết về phần giá bán cũng như là chi tiết ngoại thất nội thất trang bị của Hyundai Tourer phiên bản đặc biệt. Quý chị nào có nhu cầu tư vấn cụ thể chi tiết về xe hoặc giá xe cứ liên hệ trực tiếp với Tâm, số điện thoại trên trên màn hình, Tâm sẽ hỗ trợ giải đáp tư vấn cụ thể cho mình. Nếu mà quý chị mình thấy hay và hữu ích thì có thể cho Tâm một lượt like, một lượt đăng ký để em có động lực làm ra những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những video về xe Hyundai tiếp theo.